Em đặt 6 chai thuốc cho xong. Em đặt về, ông này là người nhận hàng. Và ông khui ra thì em đặt rồi mà em chờ hoài không thấy hàng đâu hết trơn á. Nếu như lúc đó mà em cầm chai thuốc trừ sâu trong tay thì em có thực hiện cái hành vi đâu? Em nghĩ cho em làm á, anh em biết tính em mà. Em nói là em làm, nếu không em không làm em không đặt về đâu. Lúc đó sao em không nghĩ là em còn có Trọng, em còn có những người xung quanh? Thời điểm đó em bị stress mà em đâu nghĩ được như vậy. Thật ra cái sự hụt hẫng về niềm tin á, nó gây ra cho Trâm một cái tâm lý rất là nặng nề luôn. Và lúc đó xung quanh mình không còn ai để mà mình có thể níu kéo, bấu víu được. Mà với lại mình cũng không thể nào mà mình lại tiếp tục đem cái câu chuyện của gia đình mình để mà mình chia sẻ với lại cái người mà đang có cái tình cảm với mình. Mình cũng sợ là người ta cũng bị mệt với lại cái gia đình mình nữa. Cho nên là Trâm nó bị giống như là bị rơi vào trong một cái góc kẹt á. Cũng may là lúc đó anh hai anh nhận được. Anh ơi, anh đúng rồi, lúc đó em nhận được. Em giấu khoảng nửa tháng trời á.